Rồi ví dụ cái thẻ này đi. Đó. Rồi ví dụ thẻ này. Nó chỉ đọc cái ID, nó chỉ lấy cái ID của cái thẻ ra thôi. À, thì cái code như thế này. Đầu tiên là thư viện cái này là mặc định rồi phải không? Các bạn sử dụng kết nối IP, bắt buộc các bạn sử dụng thư viện IP và cái thư viện sử dụng MGF và C522 thì các bạn phải sử dụng thư viện của nó. Rồi khai báo hai cái chân. Cái này những cái lệnh, những cái hàng mà gần như bắt buộc các bạn. Mặc định nó phải có, không có các bạn không sử dụng được. Rồi tiếp theo là các bạn khai báo một cái mảng gồm 4 số cái UID của thẻ với một cái biến y. Rồi ở đây cũng là một cái dòng gọi là thủ tục mặc định của nó. Rồi setup cũng vậy, khởi động API và khởi động cái máy PC522. Rồi dưới vùng lớp thì đây là hai cái dòng code quen thuộc từ cái ví dụ trước để đọc cái thẻ đó. Rồi in ra một cái đoạn là UID của thẻ là gì. Rồi tiếp theo ở đây đó là nó sẽ một cái vòng lập for cho y bằng 0 và y nó sẽ chạy tới nhỏ hơn cái size. Cái size chính là cái ID mà ID của thẻ á. Nó mỗi lần chạy nó sẽ cộng lên một đơn vị và đến khi nào mà nó nhỏ hơn cái size của cái thẻ, tức là 4 số đó, thì nó sẽ dừng và nó in ra màn hình. Cái đoạn này nè, cái đoạn này là có cũng được không có cũng được, tức là cái đoạn này nó sẽ những cái ID, những cái trong cái mảng mà 4 số này nè, mảng 4 này nè, thì những cái số nào mà nó nhỏ hơn 10 là sẽ để số 0 ở phía trước. Để ví dụ như số 9 thì nó hiện là 09, thì nó hiện số 9 không thì không đẹp, nó hiện 09 thì nó đẹp hơn và dễ sử dụng hơn trong các project của mình á. Thì cái đoạn này có hay không cũng không được, cũng được. Rồi tiếp theo là cái UID này là các bạn khai báo như này nè, thì nó sẽ bằng cái đọc cái UID đọc cái UID của thẻ mình và nó gán vào cái mảng này, vào cái mảng y này đó, vào cái mảng y này là nó có bốn giá trị nè, bốn mình khai báo như này nè đó, thì nó đọc cái UID của thẻ đây và nó gán vào cái mảng y này rồi nó in ra màn hình đó, rồi cắt một đoạn, nó sẽ xuống dòng mà nó cắt một đoạn rồi cái này là nó sẽ dừng cái BICC lại, nó tạm dừng ngừng đọc á, tạm ngừng thôi nha các bạn, tạm ngừng đọc lại, nó tạm ngừng đọc cái thẻ lại. Rồi cái lệnh này là nó sẽ ngừng cái việc sử dụng cái MFGC522 tức là nó dừng đọc và nó dừng cái MFGC522 luôn. Rồi tiếp tục nó sẽ chạy ngược lên vùng lớp, nó chạy tiếp xuống và nó chạy vòng trong vùng lớp này đó, thì nó sẽ ra như thế này nè, nó ra như cái nãy mình test đó, để thẻ vô nó đó vậy đó. Cái này là mình cho nó xuống dòng thì nó sẽ cắt ra đấy. Hiện tại là UID hiện ra đang là giá trị thập phân đang hiện ra là giá trị thập phân là như thế này. Nó số không, nó là thấy số không? Thì bây giờ các bạn muốn nó hiện ra giá trị hết thì nó không có số thứ 100 mấy 200 mấy, thì các bạn thêm vào cái hết ở đây. Rồi mình nạp xuống là nó sẽ những cái số mà lớn, ví dụ 100 mấy thì nó sẽ chuyển thành file hết. Hết này là từ 0 tới 9 với thêm ABC nữa đó, ABCD EF. Ví dụ nha, đây các bạn thấy 5B không? 5B 2578 nè, đó 9F. Rồi đó, tức là nó sẽ có thêm ký tự vô nữa, ABC đó. Các bạn lên mạng các bạn search cái bản hết là các bạn sẽ biết. Thì cái code thứ hai này nó chỉ đơn giản thôi, nó đọc cái UID của thẻ để sử dụng cái UID đó. Rồi tiếp theo là có test 3, có test 3 thì thêm một cái đèn nữa để các bạn ứng dụng cái việc đọc cái UID của từng thẻ và việc điều khiển một cái thiết bị gì đó. Mình ví dụ có test 3. Đầu tiên là vẫn hai những cái quen thuộc. Đây, cái này quen thuộc chứ giờ rồi. Rồi cái này cũng quen thuộc luôn. Rồi cái này là các bạn sẽ thêm hai cái thẻ, hai cái một cái mảng ID 1, cái mảng ID 2 gồm có 4 phần thử. Đây, thì 4 phần thử này chính là cái mã của cái thẻ. Các bạn thêm vào trước. Ở đây mình sử dụng hai thẻ, một cái thẻ để mở đèn, một thẻ để tắt đèn. Các bạn thêm vào cái mảng này trước. Thêm một cái mã thẻ trước thì các bạn sử dụng cái ví dụ trước đó, các bạn đọc hai cái thẻ hai thẻ nào đó để các bạn thêm vào. Rồi thêm một cái con led vô chân số 8, đây là con led nè, nó nối vô chân số 8 nha. Rồi cái này là một cái dòng lệnh quen thuộc bắt buộc phải có vậy thôi. Rồi khai báo led đó là output, rồi mặc định cái led nó sẽ là tắt. Rồi khởi động SPI và khởi động máy VC52. Rồi đọc thẻ, những cái dòng lệnh này là bắt buộc phải có đó, nó là lệnh thủ tục và bắt buộc phải có. Rồi mình cũng sẽ đọc cái mã của thẻ. Ở đây mình sử dụng đọc cái số thập phân chứ không sử dụng mã hết ha, không sử dụng mã hết. Bình thường mình sử dụng thập phân nhiều hơn nhưng mình ít sử dụng mã hết. Rồi mình sẽ đọc và mình gán nó vào cái UID của mạng y này. Rồi nếu như mà cái UID của mạng y này nè nó bằng với cái ID 1 của thằng y, đây nó bằng với ID 1 này các bạn, thì mở đèn. Đây, nếu như mà nó cái ID mà đọc được nó bằng với cái ID 1, tức là cái thẻ đầu tiên á, thì đèn sẽ mở, in ra màn hình là thẻ mở đèn. Rồi trường hợp thứ hai là nếu như mà cái UID nó đọc được mà nó bằng với thẻ 2 ID 2 nè, đó thì nó sẽ tắt đèn. Rồi ngược lại thì nó sẽ in ra sai thẻ,
Rồi cái này là hai cái hàm thủ tục như cái ví dụ trước, test trước. Rồi nó sẽ ra như thế này. Các bạn nào có vào mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây là cái thẻ mà mở đèn, để vào là đèn nó mở nè. Rồi đây là cái thẻ tắt đèn, để vào là cái đèn nó tắt. Còn đây là một cái thẻ ví dụ, là các bạn coi trên cổng CEO nè, thẻ mở đèn đó, sẽ in UID thẻ, cái này bạn muốn in hay không là tùy các bạn thôi. Rồi thẻ mở đèn, thẻ tắt đèn, đèn off, đèn on nè. Rồi ví dụ như là cái thẻ này là sai nè, mình để vào đó, nó để sai thẻ không, nó vẫn in cái UID. Cái dòng mà in UID này bạn muốn in hay không tùy các bạn thôi nè, để vào đó, sai thẻ là không, sai thẻ. Rồi bây giờ để cái thẻ này mở nè, đó mở đèn, mình để ở đây luôn thì nó cũng không có, nó chỉ đọc một lần duy nhất thôi, tại vì có cái dòng là nó đã chết. Đây, cái dòng này là đã chết cái đúng hay sai, cái thẻ mới hay thẻ cũ á, nên là chỉ đọc một lần mở đèn. Rồi đây tắt đèn đó. À, có nhiều bạn sẽ mắc đó là những cái dòng này nè, những cái lệnh này, những cái hàm này thì các bạn lấy ở đâu? Thì những cái này là mình phải viết theo cái thư viện mình sử dụng. Đây là cái thư viện chúng ta sử dụng nè. Thì những cái lệnh, những cái hàm này nó là ở trong cái thư viện này, bắt buộc các bạn phải sử dụng giống như vậy, sử dụng những cái lệnh, những cái hàm ở trong cái thư viện đó. Thì nếu như mà các bạn tự viết thư viện thì các bạn sẽ viết theo cái cách của mình, theo cái lệnh hàm của mình. Còn này mình sử dụng thư viện nó có sẵn rồi, mình chỉ tải về mình sử dụng. Thì những cái lệnh này nè, ví dụ như thế này nè, thì nó nằm ở trong những cái, nằm trong cái thư viện này đó, thì nên là mình sẽ lấy ra mình sử dụng thôi. Đấy, nhiều bạn thắc mắc là không biết ở đâu. Và những cái này đó là cái mình gọi nó là cái thủ tục mặc định. À, tức là gần như các bạn muốn sử dụng rồi, cái thư cũng muốn sử dụng cái thư viện này, thì các bạn phải sử dụng những cái lệnh này, những cái hàm này. Nếu như mà các bạn không sử dụng cái thư viện này, các bạn sử dụng thư viện khác á, thì các bạn sẽ chắc nó sẽ có những cái lệnh, những cái hàm khác. Tại vì do người khác viết thư viện khác mà, nên là sẽ các lệnh, cái hàm nó sẽ khác. Nên là các bạn tùy các bạn sử dụng thư viện nào. Ví dụ sử dụng thư viện này thì sử dụng những cái hàm, những lệnh này mình ví dụ tương đối là đầy đủ rồi đó. Thì nếu như mà các bạn muốn nhiều hơn thì các bạn vào cái ví dụ nè, mỗi thư viện, ví dụ thư viện mà FVC52 này, các bạn thấy nó có ví dụ rất là nhiều ví dụ đó. Bạn vào đây các bạn xem các lệnh, các hàm mà ở trong cái thư viện đó. Rồi về cái test 3 thì nó chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo sẽ là cái code test 4, cái code cuối. Cái code này là sử dụng một thẻ để mà bật tắt một cái đèn, để thẻ vô đèn bật, để cái nữa đèn tắt ha, tức là sử dụng một thẻ một à, đây đèn bật, để cái nữa đèn tắt. Rồi thì về cái code như thế này, nó y như kia á nè, cái khúc đầu y chang nè, cái chỗ mà ID 1 nè các bạn, thì sử dụng một cái thẻ một, cái thẻ này các bạn nhập sẵn cái ID vô, khai báo một cái mảng 4 phần tử này, 4 phần tử là cái UID của thẻ. Rồi một cái led và một cái biến điếm, led chân số 8, biến điếm bằng 0, biến điếm mà là khai báo biến điếm để mình xét cái biến điếm này, mặc định biến điếm lúc đầu vô là sẽ bằng 0. Rồi cái khúc này y chang, rồi vòng lớp y chang luôn, đọc cái UID y chang luôn. Rồi xuống dưới cái chỗ mà sau khi các bạn đọc được cái UID từ cái thẻ đây nè, nó sẽ xét nếu như mà cái UID đó nó bằng 1, nếu như mà cái UID của thẻ mà đọc được nó bằng với cái UID, cái ID 1 á, ID mình nhập vô á, thì cái biến điếm sẽ cộng, biến điếm cộng lên một đơn vị, thì nó sẽ in ra màn hình biến điếm. Rồi nếu như mà biến điếm phần trăm 2, tức là cái biến điếm này nó cộng lên 1 rồi, phần trăm 2 là chia, phần trăm là chia lấy phần dư là 1, tức là những cái số lẻ, ví dụ 1, 1 chia 2 là dư 1, 3 chia 2 dư 1, thì những cái số lẻ thì sẽ đèn sẽ bật. Đây đi thuộc right 2, đèn on, rồi ngược lại đèn tắt low. Rồi nếu trường hợp ngược lại là sai thẻ, là nếu như mà cái UID này nó không có bằng cái ID mà mình nhập vô, rồi cái UID của mình nhập vô thì nó in ra màn hình là sai thẻ. Rồi cái này y chang cái đoạn trước, hai cái dòng này y chang đoạn trước, cái test trước nó chỉ có quan trọng chỗ này. Rồi đây mình cho các bạn xem. Đầu tiên á là nó không hiện hết nè. Bây giờ mình sẽ để cái thẻ vô, cái thẻ mà để bật á, để vô một lần. Đây các bạn thấy đèn sáng. Biến điếm là 1, tức là biến điếm mà định là 0 nè, mình để vô lần đầu thì biến điếm là 1, đèn on là nó sẽ cộng lên 1. Biến điếm cộng nè, cộng lên 1. 1 chia 2. 1 không chia hết 2, phần trăm là chia lấy phần dư nha bạn, phần trăm là chia lấy phần dư. Phần dư nó là 1 nè, là biến điếm nó sẽ là 1. Nó chia cho 2 dư 1, đèn 2. Mình để cái nữa. Để một cái nữa là biến điếm. Biến điếm nó sẽ cộng lên một lần nữa. Nó cộng lên, cộng một bên vậy lên là bằng 2, biến điếm bằng 2 thì 2 phần trăm 2 là bằng 0. Bằng 0 tức là nó sẽ nhảy vô cái L này. Ngược lại, trường hợp ngược lại tức là số chẵn là đèn sẽ tắt. Tức là lấy biến điếm để nó so các bạn, lấy biến điếm nó so với 2 để là hàng nào lẻ thì tức không chia hết cho 2 thì đèn bật rồi vậy thôi. Hàng nào chia hết 2 đèn tắt. Đây, đèn bật. Đó, biến điếm sẽ điếm lên liên tục mỗi lần để thẻ vô. Đó là biến điếm sẽ điếm lên. Đó, là ví dụ sai thẻ nào một cái thẻ khác để vô. Nó báo sai thẻ. Đó là không sai thẻ, nó vẫn hiện UID của thẻ nó ra nha. Đó, sai thẻ. Rồi giờ thử cái thẻ này. Đó, sai thẻ này không? Rồi, hay đúng thẻ của nó thì mới nhận. Đó. Để vô bật, để cái nữa tắt. Vậy thôi. Thì có test 4 cũng đơn giản vậy thôi. Rồi thì sử dụng GFID thì nó cũng chỉ có thế thôi các bạn.
Còn cái vấn đề mà ghi dữ liệu á, ghi thêm dữ liệu vào trong cái thẻ này á, và đọc riêng từng cái giờ, từng cái lock một hay là từng cái sector một á, thì cái đó là nó thuộc dạng là đi chuyên sâu vào cái thẻ này rồi, mình sẽ có thể là mình sẽ làm một cái video riêng. Thật ra là các bạn coi hết những cái ví dụ nãy giờ chắc các bạn cũng đã hiểu nhiều về cái thẻ này rồi, về cái gửi bài đi rồi, các bạn có thể tự tìm hiểu cái phần đó, tại vì phần đó đi sâu vào rồi. Mình làm giống video này nữa thì thành ra video nó dài quá, coi nó chán lắm. Nên là chắc thể mình sẽ làm video riêng. Còn lại thì đọc UID, thường thì sử dụng đọc cái UID thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Các bạn đọc được cái UID rồi các bạn ứng dụng cái UID đó vào wow, điều khiển các cái làm các cái gồ set điều khiển vân vân. Đó, ví dụ như điều khiển LED nè, đó, hoặc là các bạn để điều khiển Galea. Đấy, vân vân. Hoặc là làm cái thẻ nhân viên cũng được. Đó. Rồi video ở đây là hết. Rất cảm ơn các bạn xem video, nhớ like, share và subscribe kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.